Ừ, Tuấn ơi, thế bây giờ thì có vấn đề gì khúc mắc chưa hiểu rõ về biển số đẹp danh em có chia sẻ thì anh sẽ giải đáp cho em. Anh biển này em rất là thích rồi nhưng mà em muốn là thủ tục pháp lý cả thứ là anh muốn giải thích, anh giải thích cho em hiểu hơn. Tức là vấn đề về thủ tục pháp lý làm sao đảm bảo an toàn nhất cho em đúng không? Thì anh chia sẻ với em nhé. Trước hết đây là chương trình này là của nhà nước quy định. Khi mà anh chuyển nhượng cho em biển số đẹp ấy thì bản chất câu chuyện là anh chuyển nhượng cả một chiếc xe ô tô kèm với biển số đó sang tên cho em, chuyển nhượng này là chuyển nhượng công chứng. Khi anh chuyển sang tên cho em xong thì anh lại tiếp tục mua lại cái chiếc xe ô tô của mà Mazda bán cho em ấy, thì trên căn cước công dân của em sẽ giữ lại cái biển số đẹp đã định thành một tên của em đấy. Và thủ tục thì em còn cung cấp cho anh như sau: thứ nhất là hai mặt căn cước công dân của hai vợ chồng em này, đăng ký kết hôn của vợ chồng em này, để anh làm các thủ tục liên quan đến hành chính để giải quyết mọi vấn đề cho em được. Và cái thời gian ấy thì nó sẽ rơi vào tầm 15 ngày. Nhưng em lưu ý này, thời gian này là chúng ta sẽ tính cho thời gian làm việc, tức là bỏ ngày lễ và ngày thứ bảy nhật ra. Trên thực tế thì ngày hôm nay là ngày thứ hai đúng không? Thì anh sẽ làm cho em đến tầm cuối tuần, đến tầm thứ sáu thì là em sẽ có thể là xong được bước 1, và sau đó ngày thứ bảy nhật là ngày nghỉ, thì đến tầm thứ 5 tuần sau thì nó sẽ xong toàn bộ cho em, toàn bộ tất cả vấn đề về định danh biển số cho em. Vâng. Đấy, phải như vậy. Thế nên anh cho em hỏi là nếu mà lúc nào em muốn mua chiếc xe thì là em phải là liên hệ với anh chị hay là như nào ấy? À rồi, vấn đề này như này, khi anh làm cho em ấy là anh đã làm vào tên đích danh cái căn cước công dân của em rồi. Khi nào em muốn đăng ký xe, bây giờ em chưa mua xe đúng không? Vâng. Dự kiến em cũng mua một chiếc Tucson như này đúng không? Đời mới hơn. Đến thời điểm đó thì em sẽ đến cơ quan công an này, em thông báo là gì? Trong căn cước công dân của em đã có biển số định danh này rồi và em muốn đăng ký cái chiếc xe ô tô này vào cái biển số đã có của trong căn cước công dân của em. Vâng. Đấy, chứ không phải là em phải gặp anh nữa. Thì tất nhiên khó khăn ở đâu, khúc mắc ở đâu thì gọi cho anh vẫn hỗ trợ giải đáp hết cho em để em xử lý công việc. Mà nếu như mà em mà chưa quen làm thủ tục hành chính thì anh sẽ sắp xếp một bạn để hỗ trợ cho em tất cả mọi vấn đề. Thế còn hợp đồng thì đây, anh đã làm đầy đủ hết, ghi hết thông tin rồi, em có thể là xem qua và thấy bất cập đâu thì báo anh, hợp lý rồi thì chúng ta ký hợp đồng và anh em mình chính thức là chốt giao dịch cái biển số Tamaba này dành cho em Tuấn nhá. Đây anh gửi em. Đúng rồi, chỗ anh chị rất là tin tưởng lắm anh ạ. Ừ, liên đi.